Hôm nay thì có dịp mở được cái nắp capo của chiếc VF3 ra thì hôm nay em Thành và tôi sẽ quay cho các bác xem bên trong cái này nó có cái gì nhá. Đây. Bác nhìn đi ạ. Chứa vực chứa dầu dầu phanh này, trợ lực phanh này. Đấy. Hai cái trụ giám sóc này. Đấy. Còn đây là hộp cầu chì này. Hộp cầu chì ở đây nhé các bác nhé. Còn ắc quy của chiếc VF3 là đến từ Animax. Animax này. 12V 32Ah. Đấy. Đến cái bình ắc quy cũng chỉ có 32A thôi. Chứ nó không đến 45A hay 65A các bác nhá. Đấy. Đây, bình này là Animax này. Bạn nhìn 32A nhưng mà rất là to đúng không ạ? Đấy. Còn đây chắc là nóc điều hòa rồi. Đấy. Sẽ làm mát cho hệ thống điều hòa của xe. Đấy, quạt gió, đây khu vực quạt gió. Như vậy thì cái khoang ở dưới nắp capo này chúng ta có thể ít nữa sẽ có rất là nhiều anh em chế cái khoang nắp capo này. Nắp capo sẽ theo hình thức có thể mở được các bác nhé. Đây. Ở đây đã để chờ sẵn cái nãy rồi. Chờ sẵn cái nãy rồi. Chắc là sẽ có nhiều người đổ chỗ này thôi. Đấy, có sẽ nhiều chỗ sẽ đổ được cái khu vực nắp capo này. Và sẽ biến cái nắp capo này thành cái khu vực cốp. Cốp để chứa đồ. Đấy, cốp để chứa đồ, đúng không ạ? Đấy. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là đã có rất nhiều cái lỗ, cái khu vực tai xe này. Tai xe này thiết kế cũng đều đã có những cái giá đỡ này. Đây, các bác nhìn nhé, đều có những cái giá đỡ này. Đây, Vin đã chờ sẵn cho chúng ta để chúng ta có thể độ được cái khoang nắp capo này rồi. Đấy, tháo ra bên trong thì hoàn toàn trống trơn như thế này. Đấy, một cái khoang chứa đồ. Sau này chắc chắn sẽ có rất là nhiều anh em độ cái khoang chứa đồ này. Đấy, cũng khá là sâu ấy chứ, chắc cũng phải để đâu đó được vài chục con gà ở đây. Đấy. Đi chơi Tết thì có thể là để thêm bánh chưng, bánh trước vào đây là thoải mái các bác nhé. Đấy. Rất là hay. Thế thì đây chắc là cái khu vực thực lái này. Cái này nó là cái gì nhỉ anh nhỉ? Thực lái này. Ôi nhìn. Đấy, khoang rất là rộng rãi như này. Đảm bảo cho các bác là tha hồ mà chứa đồ nếu như mà chúng ta chế cái khoang dưới nắp capo này thành một cái cốp đúng không ạ? Nhưng mà như thế này thì cái bình ắc quy ở vị trí rất là sâu. Đấy, rất là tiện lợi cho chúng ta khi mà chế thành cốp. Nhưng mà cũng phải lưu ý một vấn đề khi chúng ta độ chế thì cũng sẽ phải để một lối thoát để có thể nhấc được cái bình ắc quy ra. Đấy, phải chế được một cái lối thoát nhé. Chúng ta có thể thay thế bình ắc quy này, hay chúng ta có thể tháo cực âm cực ra khi mà nó gặp những cái vấn đề trục trặc phát sinh các bạn nhé. Đấy, và lắp capo thì chắc chắn sắp tới là sẽ có thể độ chế thành cái diện có thể mở gặp được rất là dễ, rất là đơn giản thôi. Đấy. Chắc chắn là sẽ có rất là nhiều đơn vị sẽ độ những cái này nhá. Thế thì các bác nào có nhu cầu quan tâm đến những chiếc VinFast VF3 thì đừng quên là liên hệ ngay với em Thành Auto theo cái số hotline là 0961 395 131 hoặc số Zalo là 0979 188 958 để được hỗ trợ tư vấn cũng như là báo giá chi tiết đầy đủ cho các bác thông qua Zalo. Và bây giờ thì em Thành Auto xin phép chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video clip tiếp theo. Em xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.